Chỉ kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Chu Mộng Long Không ai bắt mày phải làm từ thiện Trấn Thành nói Nhiều người cứ bắt nghệ sĩ chúng tôi phải giải trình số tiền từ thiện Nếu như thế có lẽ chúng tôi sẽ không làm nữa Đây không phải là nhiệm vụ chúng tôi sinh ra phải làm Thái độ đó bọn tin gọi là đỏng đảnh như con chó chảnh Này anh Hề gọi là nghệ sĩ à Phải nói đầy đủ là không ai bắt các anh phải làm từ thiện là bởi vì các anh muốn đánh bóng tên tuổi của mình, thậm chí lợi dụng lòng tin và sự mê muội của công chúng kêu gọi họ quyên góp vào túi các anh. Có nghĩa là chính các anh tự buộc mình vào nhiệm vụ. Tiền quyên góp là tiền của mọi người. Anh phải có trách nhiệm giải trình minh bạch, công khai, thậm chí phải chi tiêu cho đúng. Khuất tức, chi tiêu sai không chỉ có tội với người gửi gắm niềm tin mà còn vi phạm pháp luật về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiểu chưa? Ở đất nước này chưa có luật quản lý về quyên góp và làm từ thiện nên mới có cái phát ngôn ngông cuồng như vậy. Chứ ở đất nước văn minh có là tổng thống cũng sẽ bị điều tra và truy cứu trách nhiệm. Huống hồ là một anh hề mua vui cho thiên hạ. Đã đến lúc chín mùi để quản lý hoạt động từ thiện rồi. Ở đất nước này, hệ có thiên tai là ẩm ý từ thiện. Sự ẩm ý này có cả hai mặt, tán dương và chỉ trích. Mới ngày nào tán dương nhiệt liệt, lập tức sau đó lại chỉ trích cực lực trước đây việc từ thiện là của tổ chức nhà nước từ khi mắc tai tiếng động trời về việc không ít địa phương tự ban phát từ thiện cho người nhà dòng họ của mình dân mất lòng tin thì các tổ chức cá nhân làm từ thiện phi chính phủ mới mọc ra như nấm nhà văn ca sĩ diễn viên mc chỉ chờ có thiên tai là kêu gọi ủng hộ từ thiện và nhà nhà người người thi nhau đóng tiền vào các tài khoản của tổ chức cá nhân đó để thể hiện lòng tốt Tùy theo tên tuổi của cá nhân, tổ chức đó mà số tiền tập trung nhiều hay ít. Có tổ chức cá nhân quyên góp được số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng, đến mức tổ chức nhà nước cũng không sánh được. Công việc từ thiện sôi động như ngày hội giữa đau thương. Đến mức năm rồi, chỉ một địa phương nhà cửa đang ngập trong lũ mà có hàng trăm cano đua nhau ầm ĩ hơn cả bão ập đến gây nguy cơ sập nhà như VTV đã phản ánh tôi không chỉ trích những tổ chức cá nhân đã quyên góp và làm tốt nhiệm vụ mà những người đóng góp đã gửi gắm nhưng tình trạng vô tổ chức vô chính phủ như hiện nay là đáng quan ngại hô hào ầm ĩ làm từ thiện rồi hô hào cùng nhau ném đá khi hoạt động từ thiện có vấn đề thì đã là điều quan ngại thứ nhất lòng tốt của con người đang ở bờ vực mong manh của sự khủng hoảng và sụp đổ hoạt động từ thiện mà làm phong trào thì chỉ có thể hình thành nên những cơn bão nhân tài đố kỵ nghi kỵ lạm dụng và kể cả gây ra sự bất công các tổ chức cá nhân làm từ thiện không đố kỵ vì ta gom ít kẻ kia gom nhiều đã là còn may dân quyên góp tiền mà thấy không hiệu quả họ không chửi bới mới là chuyện lạ và không thể quản nổi nếu có một tổ chức cá nhân nào đó lạm dụng lòng tốt để mưu lợi cá nhân rồi để được nổi danh các cá nhân tổ chức đổ xô vào cái nơi ầm ĩ nhất hiển nhiên dân ở nơi đó hưởng lợi cao nhất, trong khi dân ở các nơi khác cũng hoạn nạn tương tự thì lại chịu thiệt thòi. Thế có bất công không? Trong khi ở điều kiện bình thường của cuộc sống, bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn, dân nghèo vô gia cư sống chui rút gầm cầu, người già neo đơn phải giải gió dầm xương kiếm cái ăn, trẻ em mồ côi, người bệnh không tiền chữa trị thì chẳng biết dựa vào đâu và chẳng ai đói hoài. Ít thấy cá nhân tổ chức nào có tên tuổi làm việc từ thiện thường xuyên cho những cái đối tượng này theo tôi qua những sự vụ vừa rồi nhà nước cần đứng ra quy hoạch lại hoạt động từ thiện đây là lúc chín mùi phải làm điều đó bên cạnh việc duy trì các tổ chức từ thiện của chính phủ là chấp nhận hoạt động từ thiện phi chính phủ nhưng bắt buộc phải đăng ký tư cách pháp nhân nhà nước phải quản lý tất cả các tài khoản từ thiện và điều phối hợp lý trong từng hoàn cảnh tình huống nghiêm cấm các hoạt động tự phát lợi dụng hoạt động từ thiện để trục lợi dù nhẹ nhất là đánh bóng tên tuổi cá nhân nhưng quản lý bằng cách nào các nước văn minh quản lý rất đơn giản bắt đầu quản từ gốc của quỹ từ thiện được đăng ký tư cách pháp nhân quỹ từ thiện có hai loại quyên góp nóng khi có sự cố và quyên góp thường xuyên tư nhân nắm giữ tiền nhưng nhà nước phải quản bằng kiểm toán trước một sự cố thiên tai dịch họa nhà nước phải điều phối các cá nhân tổ chức đó phải chi khắc phục sự cố theo thiệt hại của từng vùng. Không nhất thiết phải chi tất cả số tiền thu được mà điều chuyển sang quỹ thường xuyên. Quỹ thường xuyên sẽ chi cho hoạt động từ thiện thường xuyên, giúp đỡ cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt như tình trạng vô gia cư, người già neo đơn, trẻ mồ côi, bệnh nhân, nạn nhân ngặt nghèo. Chẳng hạn gặp một trường hợp người bệnh không đủ tiền chi trả viện phí, nhà nước có quyền chỉ định bất cứ tổ chức từ thiện nào phải chi trả và tổ chức ấy không có quyền từ chối. Nhà nước có thể thu hồi bất cứ tài khoản nào nếu xét thấy có sự vi phạm. Tất nhiên, đến lúc quốc hội cũng phải ra luật từ thiện làm căn cứ pháp lý để xử lý. Luật chấp nhận tổ chức từ thiện như một doanh nghiệp tư nhân, chỉ khác là miễn thuế và phi lợi nhuận. Doanh nghiệp tư nhân dù là tiền tư cũng bị nhà nước quản lý chứ không có chuyện tự do tùy tiện như nhiều người hiểu. Lòng tốt bắt đầu từ lòng tin, đã thể hiện lòng tốt thì chẳng mấy ai nghi ngờ cho nên sẽ xuất hiện những tổ chức cá nhân lừa đảo như một tất yếu khi không đưa các hoạt động từ thiện vào luật ắt sẽ dẫn đến hiện tượng tự xử và xã hội đỏ thành xã hội đen và tất nhiên cũng phải phòng ngừa cả hiện tượng đại gia các tổ chức làm ăn bất chính lợi dụng tình trạng tự do hoạt động từ thiện để huy động vốn rửa tiền và trốn thuế nhiều quốc gia quản chặt mà còn bị cái bọn này truy lọt huống hồ là một sự thả lỏng như ở ta hiện nay không làm được điều tôi kiến nghị, hoạt động từ thiện ở ta sẽ còn hỗn loạn và đẻ ra nhiều hệ lụy rắc rối khác, chứ không chỉ là chuyện chửi bới mạc sát nhau. Lòng tốt là thiên liêng bất khả xâm phạm, nhưng lòng tốt cũng chẳng khác cái vỏ trứng mong manh rất dễ vỡ. Làm từ thiện cá nhân là lòng tốt nhỏ, nhà nước giỏi quản lý một cách văn minh thì lòng tốt nhỏ sẽ thành nguồn lực của lòng tốt lớn. Lòng tốt ấy không đơn giản khắc phục sự cố hay giúp đỡ nạn nhân lúc ngặt nghèo mà sẽ thành một chiến lược cân bằng và phát triển xã hội. Tôi nhấn mạnh thêm, điều kiến nghị trên còn liên quan đến xây dựng luật và cơ chế điều hành, chứ không thì lại rơi vào tùy tiện của các cá nhân, nhân danh chính phủ hay cái mặt trận gì đó.